thành Coinbase là một sàn mà coi như là cũng khá giống như là các bạn thấy là một sàn hoạt động lớn ở Hoa Kỳ thì đương nhiên là họ phải rất là quan tâm đến pháp lý nhưng mà mỗi lần mà có một cái token nào đó mà đang nóng bỏng trên mạng lưới Ethereum thì đương nhiên sẽ được lên trên sàn Coinbase Nhưng là các bạn thì được là rất nhanh chóng đầm Uniswap để được lên trên sàn Coinbase mặc dù là những đồng lớn hơn có tầm cỡ hơn vẫn chưa thể lên trên sàn Coinbase được đây là một trong những cái vấn đề mà tôi nghĩ là rất lớn mà các bạn cũng cần phải quan tâm đến tại vì đứng sau lưng Ethereum Lý do tại sao mình thường nói tới Ethereum thì các bạn thấy là bây giờ đang có à, những cái cuộc nổi lên liên quan tới ba nền tảng Ethereum, Cardano và Binance và có rất là nhiều người ở trong cộng đồng crypto đang tranh cãi rất kịch liệt về nền tảng nào mới là đáng đầu tư thì ngay cả thường thấy là đọc những cái comment ở dưới Facebook, ở dưới uh, YouTube của những bạn nào mà để lại comment thì cũng thấy được là ngay cả trong cộng đồng thông capital cũng có rất nhiều những cái suy nghĩ khác nhau liên quan tới Cardano và Ethereum và đồng Binance Coin. À, cho nên thường cũng muốn chia sẻ một số kinh nghiệm cá nhân của thường liên quan tới ba nền tảng này. Một điều các bạn cần nên hiểu là cả ba nền tảng này, Ethereum, Binance và cái nền tảng của Cardano, thường đều đầu tư và cũng đã chung bình giá từ rất lâu rồi. Các bạn cũng đã thấy thường chia sẻ liên tục, thường đang chung bình giá những đồng nào thì các bạn thấy được là ngoại trừ là chúng ta thấy là Coinbase rất là ủng hộ Ethereum, chúng ta cũng cần phải hiểu được là hiện bây giờ Ethereum vẫn đang triển khai IT 2.0 và cái sự triển khai này các bạn thấy được là vẫn tiếp tục và chẩn đoán đó là từ đây đến cuối năm chúng ta sẽ thấy nhiều kết quả đến từ IT 2.0. Thực sự chuyển đổi được mạng lưới đào hiện bây giờ qua bên mạng lưới cổ phần IT 2.0 thì tốc độ sẽ nhanh hơn rất là nhiều cho nên tốc độ IT bây giờ chậm nhưng mà mọi người đều tin tưởng là IT 2.0 sẽ có cái tốc độ rất nhanh tại vì đã chuyển qua hệ thống proof Stake rồi và cái hệ thống này sẽ là một hệ thống mà có rất nhiều vai thấy thông tin là bây giờ đã có hơn 100.000 validators ở trên mạng lưới của team 2.0 rồi thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào những cái thông tin khác các bạn thấy được là những người mà tin tưởng team 2.0 đó thì họ tin tưởng team là tương lai tại vì sao tại vì họ đưa ra một số những lập luận như là các bạn thấy là trong thời gian chờ đợi Ether 2.0 chúng ta vẫn có những cái giải pháp tầng hai như là các bạn thấy là giải pháp Optimism Grow thì giải pháp này sẽ có mặt rất nhanh chóng đây là giải pháp tầng hai của Ethereum thì mạng lưới này sẽ xử lý những giao dịch tầng hai thì sẽ làm cho mạng lưới Ether bớt tắc nghẽn hơn và những người mà đầu tư Ethereum đó thì rất nhiều các bạn thấy được là những công ty lớn như là các bạn thấy là Coinbase các bạn thấy là những cái công ty RayScale thì thu mua phần lớn vẫn tiếp tục lại Ethereum chứ không phải những nền tảng khác cho nên về cái phương diện, cái sự ủng hộ đến từ những thứ giới đầu tư đó thì Ether vẫn là cái mạng lưới mà được họ quan tâm đến nhiều nhất. Ngay cả các bạn thấy là gần đây thì chúng ta cũng đã có một cái đề xuất Ethereum ETF nếu được thông qua thì là một cái bước tiến tới rất lớn cho Allcoin. Nói chung chứ không phải là chỉ riêng Ethereum. Đây là những điều mà những người mà tin tưởng Ethereum sẽ nói tới và nhất là liên quan tới Ether 2.0 không có dẫn chứng nào mà tốt hơn là các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này trên màn hình đây chính là phần trăm của Ethereum được lock lại tham gia vào staking thì đã lên tới 2,88% cho đến ngày hôm nay rồi và các bạn thấy được là nhìn vào bao nhiêu Ether được lock lại đã lên tới 3,3% triệu Ethereum được lóc lại Cái số Ether này là được lóc lại và sẽ không rời khỏi cho đến khi nào chúng ta thấy cái phiên bản Ether 2.0 phiên bản 1.5 Thì có thể chúng ta phải đợi thêm một năm nữa thì mới thấy cái số Ether này được di chuyển Nhưng mà tại sao lại có nhiều Ether chấp nhận lóc lại lâu như vậy Tuy nhiên là một phần là vì họ muốn thưởng lợi nhuận Nhưng mà cái phần khác tại vì họ rất tin tưởng là Ether mới là tương lai Thì đây là những cái lập luận mà những người mà tin tưởng Ether nói tới và thậm chí trong thời gian tới đây các bạn thấy được là đây là một cái bản danh sách chờ đợi thông cũng đã đăng ký chờ đợi ở trên sàn Coinbase là Coinbase sẽ cho những người nào mà muốn tham gia staking Ether 2.0 có thể là tham gia staking thông qua sàn Coinbase và sàn Coinbase là một sàn mà lớn nhất ở Hoa Kỳ cũng như là một sàn mà lớn trong những top sàn lớn nhất trên thế giới đương nhiên các bạn sẽ thấy được là sẽ có nhiều người tham gia vào staking hơn khi mà cái dịch vụ này nó phổ biến hơn cho nên càng ngày sẽ càng có nhiều Ether uh, được tham gia vào staking, thì một trong những cái vấn đề làm cho nhiều bạn cảm thấy hơi nặng đó chính là giá Ether không có sự đột phá. Nhưng mà tại vì có thể là các bạn nhìn vào cái điểm giá trong một thời gian qua ngắn hạn, khi mà các bạn nhìn vào Ethereum trong cái thời gian một năm qua, thì các bạn thấy là Ether trong một năm qua đã nhân lên nhiều lần rồi, đã tăng trưởng 571% và các bạn thấy được trong vòng 30 ngày qua thì vẫn tăng trưởng 20% mặc dù là nhiều bạn nghĩ là giá đang điều chỉnh như mà một tháng trước đây thì giá Ether thời điểm đó tới thì đến bây giờ vẫn tăng 20% tuy nhiên cái phần trăm tăng trưởng này là không nhiều bằng những cái mạng lưới mà đang nổi bây giờ như là Binance Smart Chain hay là Cardano và khi mà chúng ta nhìn vào trên cái cộng đồng crypto trên quốc tế đó thì các bạn thấy là có người ủng hộ Ethereum như là Lloyd Davis, các bạn thấy là The Moon cũng ủng hộ Ethereum, những cái leader lớn ở trong cộng đồng crypto thì các bạn thấy được là chia năm chia bảy các bạn thấy được là sunny decree thì không nói ủng hộ à, đồng nào nhưng mà lại chỉ trích Đồng cordon Đồng ada hay là các bạn thấy được là bây giờ thì uh, cg của binance thì nói là Ethereum uh, sẽ nhanh chóng uh, trở thành một cái mạng lưới mà cho những người giàu sử dụng nhưng mà những người đó sẽ trở thành những người nghèo tại vì cái phí quá cao thì các bạn thấy được là trên mạng bây giờ đã có rất nhiều những cái ý kiến khác nhau liên quan tới là giữa ether giữa Binance giữa Cardano thì cái nào mới là tốt nhất thì như được đã chia sẻ các bạn thấy được là đương nhiên tôi không biết biết được tương lai ở thời điểm hiện bây giờ đó thì đối ban thường thuận các bạn thấy được là Ether vẫn là một cái nền tảng mà đi đầu giống như các bạn thấy được đã xuất hiện à, hợp đồng thông minh đầu tiên ở trong cái lĩnh vực này cho nên vì lý do đó đã có rất là nhiều developers, những người mà phát triển mạng lưới đó bây giờ rất nhiều. Nhiều nhất vẫn đang trên Ethereum, hệ sinh thái mạnh nhất vẫn là hệ sinh thái của Ethereum. Đâu mà được nhiều nhà đầu tư quan tâm tới nhất vẫn là Ethereum. Và đương nhiên các bạn thấy được là cái tính thanh thoảng cao nhất vẫn là Ethereum tại vì vốn hóa bây giờ rất là cao. Các bạn thấy là 172 tỷ so với lại 45 tỷ cho Cardano và 35 tỷ cho uh, Binance. Đương nhiên các bạn thấy là những điều này là không phải là các bạn là có mãi mãi được cho nên khi mà thường thấy có dấu hiệu đảo chiều đương nhiên thường chia sẻ với các bạn nhưng mà thời điểm này thường vẫn nghĩ là ether vẫn là một trong nền tảng nó sẽ phát triển và đương nhiên đó lý do tại sao mà thường đầu tư vào ether nhiều hơn là cardano và binance bnb đương nhiên thường cũng có lòng tin vào cardano bnb chứ nếu không thì sẽ không có trung bình giá trong dòng nhiều năm qua các bạn cũng đã nhớ là thường làm vô số những cái video về Cardano và Binance Coin không nhiều bạn tới nhưng mà cũng rất nhiều video nói về Cardano và đồng BNB và chúng ta thấy được đó là Cardano là một trong những cái điều mà thượng đức muốn chứng kiến là trong vòng nhiều năm qua thì Cardano đưa ra rất nhiều những cái lập luận mà cũng rất là tốt đối với nền tảng sẽ phát triển như thế nào nhưng mà chỉ thực tế thì vẫn chưa thấy được nhưng mà tôi nghĩ là trong vòng năm nay thì chúng ta mới thấy thực hư của Cardano còn về đồng Binance Coin thì Binance là một sàn rất là lớn, đương nhiên là cái đồng BNB đã có một cái thương hiệu nhất định rồi và Binance Smart Chain gần đây đó là tại vì mạng lưới Ether quá tắc nghẽn khiến cho nhiều người bắt đầu là sử dụng Binance Smart Chain có sẵn những cái ứng dụng như là pancakeswap các bạn coi đây là yield farming và nhiều người bây giờ thực ra mà nó cũng chẳng quan tâm là một cái mạng lưới tập trung như thế nào hoặc là phi tập trung như thế nào họ chỉ muốn kiếm được lợi nhuận mà thôi đây là một điều mà cũng rất là bình thường trong cái lĩnh vực đầu tư cho nên các bạn thấy là nhiều người à, thì nói là binance smart chain thì đương nhiên là tập trung hơn là team rất là nhiều tại mạng lưới này chỉ có 21 người mà quản lý mà thôi vài data và nhiều người nói là có thể là sàn Binance là âm thầm quản lý rất là nhiều những cái vai đề đó nhưng mà cái vấn đề đây tôi nghĩ là nhiều bạn cũng không quan tâm tại vì phần lớn chúng ta đầu tư chỉ muốn kiếm được lợi nhuận mà thôi thì đây là cái sự suy nghĩ mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó mỗi nền tảng thì hiện bây giờ đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng các bạn thấy được là Ethereum thì cái ưu điểm là cái nền tảng đầu tiên đương nhiên đã người đi trước thì có nhiều cái ưu điểm của người đi trước nhưng mà bây giờ thì Ethereum đang bị tắt nghẽn cho nên nhiều người bây giờ là nhảy qua uh, Binance Smart Chain để mà yield farming. Nhưng mà Binance Smart Chain tuy là nhanh hơn, bây giờ là đang là một nền tảng mà được nổi. Nhưng mà cái số lượng người phát triển cũng như là cái hệ sinh thái là không bằng Ethereum, cũng như thanh thoảng cũng không bằng Ethereum hiện bây giờ. Nhưng mà Cardano là một nền tảng mà các bạn thấy là đang có rất nhiều người quan tâm đến là chuẩn bị có những cái ứng dụng và đương nhiên một phần sẽ là chú tâm vào trong thị trường DeFi này bây giờ mọi người đang vẫn muốn biết là Cardano nếu như mà thật sự là đơn giản như là các bạn thấy là tham gia vào staking Cardano rất là đơn giản nếu như mà thật sự Cardano khiến cho mọi người có thể là sử dụng những dùng DeFi đơn giản như là staking Cardano thì đây là một cái mạng lưới rất đáng quan tâm cho nên vì lý do đó các bạn thấy được là thuận vẫn đầu tư cả ba tại vì chúng ta bây giờ vẫn chưa biết được là kết quả sẽ như thế nào nhưng mà bây giờ phần lớn thuận vẫn tiếp tục tập trung vào Ethereum thuận đã chia sẻ với các bạn là cách đây hai tháng là thuận rất chú tâm vào trung bình giá Cardano tại vì chúng ta thấy được là Cardano sẽ có một xuống cập nhật được đưa ra trong năm nay. Đây là điều mà thường đã chia sẻ cho những các bạn xã hội. Nhiều bạn cũng đã biết. Tại sao lúc đó nhiều bạn đang nói là tại sao thường lại chú tâm vào Cardano mà không chú tâm vào Binance Coin? Tại vì các bạn thấy được là lý do tại sao mà nhiều bạn quan tâm đến Binance Coin thời điểm đó là tại vì lúc đó là giá cái đang tăng mạnh. Bây giờ thì nhiều bạn lại quan tâm đến Cardano. Nhưng mà các bạn thấy được là nếu các bạn đợi một đồng nào đó tăng trưởng mạnh rồi các bạn mới quan tâm đó thì các bạn đã đi sau những người đi trước. Các bạn thấy được là các bạn đã Uh, bỏ lỡ đi rất là nhiều những cái cơ hội cho nên một trong những điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta không nên nhìn vào là giá cả biến động bao nhiêu và các bạn thích đồng nào mà các bạn cần phải suy nghĩ là cái giá hiện bây giờ cho một cái nền tảng so với những gì mà nền tảng đó có thể là có được đó là cái giá đó là bao nhiêu các bạn thấy được là ether là một trong những nền tảng mà tuy cũng có sự tăng trưởng nhưng mà không có tăng trưởng mạnh tính theo phần trăm như là Cardano như là Binance Coin cũng như là cái tay hai tuần mọi người đều quan tâm đến đồng BNB ít ai nói tới Cardano nhưng mà đột ngột Cardano tăng trưởng mạnh trong vòng mấy ngày qua thì mọi người lại bắt đầu quan tâm đến Cardano một lần nữa thì lúc các bạn quan tâm đến thì giá đã tăng rồi cho nên đó là một trong những lý do tại sao mà thuần đức có hứng thú với lại tây này thì bây giờ tại vì thường cảm thấy là ether vẫn chưa thấy cái sự bùng nổ đó Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của Thuận mà thôi Và Thuận là một nhà đầu tư Cũng giống như, như các bạn Thuận chỉ có thể chia sẻ những suy nghĩ Mà Thuận đang có để các bạn có thêm một tài liệu Một thông tin để các bạn tự có thể đưa ra quyết định cho bản thân mình Và đây là tất cả những gì mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn Trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và ở cái phần cuối của video này Thuận muốn dành một ít thời gian Để mà chia sẻ một số những thông tin chi tiết hơn Về những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital Trong đó chúng ta có những ưu đãi như là các bạn có thể đăng ký được nhận bonus cũng như được giảm cái phần trăm phí giao dịch. Các bạn thấy là một trong những sàn rất nổi tiếng đó chính là sàn Binance.com hay còn gọi là Binance quốc tế. Đây là cái sàn Binance mà đã có từ năm 2017 và các bạn thấy là đây là một cái sàn mà chúng ta có thể nhận được 20% phí giao dịch spot giảm hay là 10% phí giao dịch future giảm khi mà các bạn thông qua link của thuận Capital. Các bạn có thể bấm vào một trong hai link này Link màu xanh dương hay là link màu vàng Thì các bạn bấm vào các bạn sẽ thấy được là chúng ta thấy là kickback rate Là 20% nghĩa là các bạn sẽ được trả lại 20% Khi mà giao dịch ở trên sàn Binance thông qua liên kết thuận Capital thì các bạn có thể là bấm vào một trong hai link các bạn đều có thể được hưởng cả hai 20% phí dịch spot được giảm và 10% phí giao dịch future sẽ được giảm và nhiều bạn hỏi thường là giao dịch spot giao dịch gì giao dịch spot là một cái giao dịch thông thường sàn binance thì các bạn thấy được đây là một cái sàn mà hiện bây giờ không có hỗ trợ us trader nếu như các bạn là một người ở hoa kỳ thì các bạn cần phải sử dụng sàn binance us bên dưới này cũng có link đăng ký các bạn bấm vào còn về một sàn mà có hỗ trợ us trader hiện tại đó chính là sàn LMT. Đây là một cái sàn margin có chế độ copy trade như là các bạn có thể copy lại những cái trader khác và hiện bây giờ cũng có những cái ưu đãi độc quyền đến từ MT như là các bạn có thể là nhận được bonus. Cho đến cái ngày là 26 tháng 2, bonus có thể lên tới là hơn 400 đồng USDT tùy theo là các bạn nạp vào bao nhiêu tiền vào sàn Demitri này. Những chi tiết sẽ nằm bên dưới. Và đương nhiên các bạn tham gia bất cứ một cái dịch vụ nào ở trên danh sách này các bạn đều có thể bấm vào cái link màu xanh lá cây. Đây là cái link để các bạn có thể điền đơn vào nhóm nhân hỗ trợ. Đội thôn Capro sẽ hỗ trợ các bạn về những cái thắc mắc liên quan đến sử dụng những cái dịch vụ này. Và các bạn thấy được là chúng ta có thể tham gia vào sàn margin nổi tiếng, sàn margin Bybit Thì bây giờ thì các bạn tham gia thì cái phí giao dịch tháng đầu sẽ được giảm 10% Sàn Coinbase, một sàn mà hiện bây giờ đã đang hỗ trợ Hoa Kỳ, Anh Úc và 27 quốc gia Thì bây giờ thì sàn Coinbase vẫn chưa có hỗ trợ Việt Nam Đây là một cái sàn mà tôi nghĩ là ai cũng đã biết rồi các bạn có thể là tham gia thông Linh Thuận Capital khi mà các bạn mua 100 đô crypto đầu tiên Các bạn sẽ được tặng 10% sau khi mà đã thành công mua 100 đô đầu tiên sang Prime XP Team thì bây giờ có bonus 5% khi mình nạp tiền các bạn có thể là nhập cái mã thuận C để nhận được bonus này các bạn có thể bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm hay là các bạn có thể tham gia vào ứng dụng BlockFi đây là một cái ứng dụng lending có lại các bạn có thể là gửi đồng Ethereum, Litecoin, Bitcoin và một số đồng khác vào trong cái ứng dụng BlockFi này và có thể nhận lại hàng tháng và bây giờ có cái bonus lên tới 250 đô khi mà các bạn gửi tiền vào BlockFi tùy theo các bạn gửi là bao nhiêu bấm vào xem chi tiết đây là một cái ứng dụng mà thường đã xài rất là lâu rồi và đương nhiên crypto khoan đây là cái ứng dụng mà hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on chain mà chúng ta sử dụng hàng ngày nhưng mà nào mà tham gia thông minh của thuật capital thì có thể nhận được 30 đô la credit lần đầu tiên khi mà các bạn nâng cấp tài khoản với nhiều tính năng và bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm và đây là những thông tin mà thuận mang đến cho các bạn liên quan đến những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn